con này chăm chăm này, xòe mềm rất cao. Đuôi đang thiếu, đang thấy đâu, nhưng con này xòe mềm như thế này. Hót này bắt đầu đuôi tách. Đây, nhìn đuôi, đấy. Ok, thằng trẻ con này. Đi ra đi, đi ra. Bác bằng gì à? Ừ, mấy chim. Nhìn thấy không? Thấy mấy chim không? Ô, bay lên nè. Bay mất rồi. Ừ, chưa mất. Ngồi im. Mình gặp đúng khán giả nhỏ tuổi. Thấy chưa? Thấy rồi. Cháu thấy rồi chứ, thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Thì hai con chim. Đúng rồi, hai con. Học lớp mấy rồi? Đâu rồi đâu. Đấy, chị thấy rồi. Không có. Cháu nhìn thấy rồi. Anh ở bên cạnh. Nào, trật tự nào. Bám lồng phép và vướng vào. Quá tôn. Này, này. Đi vào đây. Trời khôn ghê. Ê, ê, hai con. Hai con ở bầu trời. Ê, ê. Xòe đúng rồi. Con này xòe chắc chắn. Ôi, hai con. Hai con nào ta. Này đi vào đây. Rồi cái tay. Đuôi nó. Hót này.
Đấy, hót nó đánh đuôi. Đồ của nó à? Ở kênh con thì cứ đứng ngoài nhộm kính. Alo. À, em đang ở gần nhà rồi anh ơi. Ờ, được một con bánh tẻ rồi anh. Vâng. Có đầy. Chấm nóng đầy. Xe lên đấy làm gì? Thì nếu em chết đây có rồi anh. Sẽ vào cầu lão. Đầy chứ thiếu gì đâu, em gặp đầy. Nhưng tàn mỡ lỡ thôi. Đấy cũng đang gặp con mà. Hôm nay gặp con mà lỡ đầu tốt đó. Đây chơi đánh còn đánh đuôi xè như kiểu con này tương lai nó bị giang dụng đuôi rồi. Tương lai là xè mềm. Hót cái là đuôi là tách ra này. Và rồi.